Chuyện hy hữu, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng mổ nhầm bệnh nhân Ngày 21 tháng 2, đại diện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận tại bệnh viện đã có vụ trả nhầm kết quả chụp x quang cho ông NHH ngụ tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện và bác sĩ liên quan sẽ đến tận nhà để xin lỗi ông Hờ và gia đình. Trước đó vào ngày 20 tháng 2, ông NHH đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám theo tư vấn của các bác sĩ tại Bệnh viện huyện Lâm Hà. Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân đi chụp x quang. Sau khi nhận kết quả, các bác sĩ thông báo trong bụng ông Hờ có một sợi dây ống và tư vấn làm thủ thuật mổ nội soi để lấy sợi dây này ra. Khi nhận kết quả chụp x quang, ông Hờ rất ngạc nhiên và cho biết ông đã mổ thận trước đó và tái khám hàng năm nên không thể bất ngờ xuất hiện một sợi dây ống trong cơ thể tuy nhiên sau khi nhận tư vấn của bác sĩ thì vợ chồng ông đồng ý mổ nội soi để lấy dị vật là ống nhựa trong bụng ra theo bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng trong quá trình mổ thì phát hiện không có sợi dây ống trong bụng ông hờ bác sĩ đưa ông hờ chụp lại x quang và phát hiện bộ phận chụp chiếu đã đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân khác cho ông hờ ông lê văn tiến giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết sau khi vụ việc được phát hiện bệnh viện đã họp các phòng ban liên quan để làm rõ sai sót rút kinh nghiệm các cá nhân trong vụ việc bên cạnh đó bệnh viện đã liên lạc với gia đình ông hờ để gửi lời xin lỗi thăm hỏi sức khỏe cũng như cam kết hoàn trả viện phí chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị mổ nhầm